Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Hoa Đất Sét Ngọc Điệp sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành một chậu hoa trái như thế này. Các bạn nhận hoa hoa gì không nè? Đây là cây thanh long. Làm một chậu như thế này thì để bàn rất là dễ thương luôn. Hôm nay để làm được chậu hoa này thì các bạn cần phải có nguyên liệu là đất sét và kẽm. Thì mình sẽ không cần nói, nhưng mà các bạn cần phải có dụng cụ kéo cong, kéo thẳng và cây dụng cụ cào nhỏ nha các bạn. Và tiếp màu để làm trái thanh long thì có màu tím hồng và cái cây viết vẽ hai đầu màu màu xanh non, non xanh này hoặc là non lợt hơn cũng được nha các bạn. Và cây cọ để chúng ta tô trái thanh long đó các bạn. Và cả cái nhụy vàng nhuyễn để chúng ta làm được cái bông hoa. Kẽm mà chúng ta sử dụng cái thân này thì là kẽm số 20. Và kẽm gắn cái hoa trái là kẽm số 22 trắng nha các bạn. Và chậu cắm hoa nữa là xong. Rất là đơn giản. Hoa này thì các bạn, nếu như bạn nào mà chưa từng làm hoa đất sét thì các bạn xem và vẫn thực hành làm được chậu hoa này. Nó rất là đơn giản và dễ thương nữa. Nó không có đòi hỏi nhiều kỹ thuật gì hết. Thì các bạn cứ xem và đặt hàng. Nếu như các bạn muốn đặt hàng nguyên vật liệu thì có thể vào website hoadatsetngocdiep.com hoặc là tải app của Hoa Đất Sét Ngọc Điệp, có trên cả hai hệ điều hành Android và iOS nha các bạn. Đặc biệt là nếu như các bạn nào mà đặt hàng trên app của Hoa Đất Sét Ngọc Điệp á, thì các bạn chỉ cần một đơn hàng từ 199k thì các bạn nhập mã giảm giá là các bạn sẽ được giảm 39k trực tiếp vào đơn hàng nha các bạn. Và các bạn đăng ký thành viên thì cuối năm các bạn sẽ còn có nhận được quà tặng, tích điểm nhận được quà tặng nữa đấy nhé. Nhớ đăng ký nha các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành nhé. Ta bắt đầu làm cái thân của cây thanh long nhé. Như thế này thì các bạn sẽ dùng đất sét màu xanh đậm, kẽm 20 trắng, cắt dài khoảng tầm 12 đến 15 cm, hoặc là tùy ý các bạn làm cây to hay nhỏ nhé. Đây hướng dẫn các bạn làm chậu bé thôi. Các bạn dùng làm giống như xe cành như bình thường vậy đó, nhưng mà mình sẽ hơi mập hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ dùng tay nhéo ra. Ba cạnh. Xong, như vậy là chúng ta đã làm được xong cái thân cây thanh long rồi. Các bạn thích cái chậu hoa của các bạn có nhiều thân hay ít thân thì các bạn cứ làm số lượng lên nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần trái thanh long. Trái thanh long thì chúng ta sẽ dùng dùng tiếp màu, như đây là màu tím hồng. Chúng ta không cần pha đậm quá tại vì lát rồi chúng ta sẽ có tô màu. Hoặc là các bạn có màu nguyên tinh số 49 thì các bạn làm cũng được, nhưng mà phải pha đậm lên. Bạn bo tròn trước và nghiêng tay, nghiêng một bên. Rồi kẽm này thì các bạn sử dụng kẽm 22 trắng nhé. Rồi, dụng cụ thì cần có cây kéo cong, kéo mũi cong. Chúng ta tỉa. Chia làm 4. Lần thứ 2 thì các bạn sẽ xen kẽ. Và phần trên chóp đầu thì cũng cắt ra làm 4 luôn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đầu tròn, cây này gọi là cây cào nhỏ, trong dụng cụ là cào nhỏ nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái đầu tròn này
để chúng ta ấn. Nếu như bạn nào đã mua bộ dụng cụ đủ 12 món chuyên làm hoa thì sẽ có cái bộ này, có cái dụng cụ này. Chúng ta ấn cho cái chỗ mà phần cắt của chúng ta đó nó bè ra một tí cho nó đẹp tự nhiên hơn thôi. Xong trái thì để mình đợi khô rồi mình sẽ tô màu. Tô màu lên thì nó mới đẹp được. Xong rồi thì sẽ dùng bát xếp màu xanh nâu ít thôi. Mình sẽ xe phần cuốn mấy bên dưới nha các bạn. Ngắn thôi. Rồi chờ khô rồi tô màu nhé. Bây giờ thì để tô được trái thanh long thì chúng ta cần có màu tím hồng hoặc là màu hồng số 49 của Vinton cũng được nha các bạn. Thì khi để ý thì cái trái thanh long sẽ có cái tông màu hồng mà đúng ra nó hồng hơi tím, thì mình sẽ dùng cái màu này nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà có Vinton số hồng 49 thì chúng ta sử dụng cũng được. Rồi cây viết vẽ màu xanh non. Bây giờ thì chúng ta sẽ tô nặng một ít màu ra. Trái này nó nhỏ, để lấy cây cọ bản nhỏ tô thì các bạn sẽ thấy dễ hơn. Đây là cây cọ, cái bản tô nhỏ nha các bạn, để mình tô được mấy cái hoa mini, mấy cái những chi tiết nào nhỏ nhỏ đó. Thì mình sử dụng cái đầu nhỏ thôi. Tô chen lên trên của cái thân của trái nè. Khi làm cái phần trái rồi tô màu này thì các bạn nên để cho cái trái nó khô rồi mình sẽ dễ tô hơn. Đây là thực hành làm cho các bạn xem, thì cái trái nó cũng còn mềm nên hơi khó tô. Nó khô rồi cái trái, cái da nó, cái bề mặt nó trơn láng, mình dễ tô hơn nha các bạn. Cái trái nó cũng cứng cáp nữa, mình dễ tô mạnh tay hơn, mau đều hơn. Nó như thế này thì xong rồi, chúng ta sẽ dùng cái cây viết màu xanh này. Chúng ta lắc cho đều lên. Các bạn thấy rõ không nè? Chúng ta sẽ tô hơi xanh xanh trên mấy cái chỗ chớp chớp mà chúng ta đã cắt rồi đó. Thì thường thì các bạn sẽ thấy cái trái thanh long nó sẽ xanh hơn trên cái đầu bẹ, cái gai gai đó, ha. Thì chúng ta cũng làm như vậy.
Đây, đợi màu nó khô thì chúng ta sẽ dặm lên trên một lần nữa cái màu tím. Tím hồng hồng lên cái trái luôn. Lên cả cái gai luôn. Là mình tô đậm lên. Tương tự thì mấy trái còn lại các bạn cũng vậy luôn nhé. Còn cái trái màu xanh thì chúng ta cũng sẽ phớt phớt xíu màu hồng tím lên. Nhưng mà không không cần tô đậm nha các bạn, mình chỉ phớt ẩn ẩn trái chuyển màu thôi. Tất cả các trái còn lại các bạn thích làm chậu có bao nhiêu trái thì các bạn tô lên đều hết như vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hoa thanh long. Chúng ta sẽ dùng đất sét trắng vò hình giọt nước như thế này. Các bạn sẽ cắt chia làm 8 phần, chia làm đôi, làm 4 và mình sẽ chia làm 8. Cái phần cắt này thì các bạn nhớ dùng cây kéo thẳng nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cây cào nhỏ, một đầu cào và một đầu tròn như thế này, để chúng ta ấn ra hình cánh hoa. Các bạn hình dung ra trên này. Và nhắc lại với các bạn là cái phần mà làm cái hoa này thì cái đất các bạn phải để nên để cho nó ráo. Nó ráo thì chúng ta mới dễ làm được, còn mới nó ướt rất là khó làm nha các bạn, nó sẽ dễ bị dính hư lắm. Xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái nhụy nhụy bột vàng nhuyễn nha các bạn. Và chúng ta nhỏ hoa mini nhỏ nên chúng ta cắt chừng nửa phần nhụy lên đầu thôi. Chấm cây sữa. Chụm lên cả đầu này mình chấm vào cây sữa cho nó chắc nhé. Nè, có nhụy vào cái hoa thì nó dễ thương hơn hẳn luôn luôn nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cây kéo cong
chúng ta tỉa phần dưới chừng 3 cái thôi. Rồi nhìn lại cái hoa của chúng ta nè. Rồi chúng ta sẽ dùng cái phần đất sét màu xanh non để xe cái phần cuốn mấy bên dưới nha các bạn. Ít thôi, không có cần nhiều, ngắn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tô phần trái thanh long nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã làm xong những cái phần thân thanh long, hoa và trái đầy đủ thì chúng ta sẽ cắm vào chậu nhé. Trước khi cắm vào chậu thì các bạn nhớ tỉa kẽm ngắn bớt để chúng ta gắm vào thân cho nó dễ nè. Do shop cũng không có nhiều thời gian nên không có làm mẫu cái bình dâu của bình hoa thanh long lớn cho các bạn được, nên chỉ có thực hành cho các bạn mẫu nhỏ như thế này thôi, thì nó sẽ mau hoàn thiện để các bạn dễ hình dung. Thì ở trong chúng ta có kẽm nên chúng ta có thể uống ẹo chỉnh sửa gì được hết nha các bạn. Cái nguyên liệu đất sét chúng ta là chúng ta đang dùng đất sét loại tốt, nó có độ mềm dẻo nên khi thành phẩm khô rồi thì chúng ta uống rồi cũng rất là dễ dàng. Rồi chúng ta sẽ gắn cái bông hoa vào ha, chấm keo sữa nhé, chấm keo sữa nha các bạn. Chúng ta ghim vào nè, rồi chúng ta chấm keo, chúng ta gắn vào chậu. Tương tự thì do các bạn cứ uống cái nhánh, rồi mình găm cái trái. Mình tùy thích cái nhánh của chúng ta, nhánh nào mà chúng ta gắn hoa gắn trái gì đó thì tùy thích nha các bạn. Video hướng dẫn trái thanh long này thì hoàn toàn chúng ta sử dụng cắt tay hết, không có dùng tới khuôn luôn, nên các bạn nào mà lần đầu xem video này chưa có từng làm hoa đất sét thì các bạn vẫn xem mà thực hành đều làm được hết, nó rất là đơn giản dễ làm. Các bạn có thể vào web và app của hoa đất sét Ngọc Điệp để các bạn đặt hàng nguyên liệu như đất sét và những dụng cụ mà Ngọc Điệp đã hướng dẫn cho các bạn đó, thì là các bạn đặt và các bạn coi theo thực hành thôi. Các bạn làm ra được những cái bình lớn, trái lớn là cũng đẹp lắm, nó rất là dễ thương nè. Đó, rất là dễ thương phải không các bạn? Có trái xanh, trái chín.